Anh xin hỏi là tại sao mình đổi sang những ngôn ngữ khác không được? Đây, mở đây, nó bảo cho mình không thể đổi được ngôn ngữ này. Thế là mình đổi không thể đổi bất kỳ ngôn ngữ nào luôn này, chỉ được cái English thôi, cái khác không được này. Đây, thử lại tất cả những cái này đều không được hết luôn. Mọi người biết, anh em biết nguyên nhân là tại sao không? Xin để mình gọi cho mình biết tìm cách gì. Đổi sang ngôn ngữ tiếng Việt.